Ồ, đó chạy con ếch khủng kìa cả nhà ơi. Siêu quá giặc. Gung ginh luôn kìa. Đó, đó, đó. Ồ, con ếch à. Ếch già. Dạ. Đó, đó, đó. Ôi, con ếch nè. Ếch này không dưới ba lạng cả nhà. Nhìn nè. Bơi lớn gì nè cả nhà ơi, nhìn nè, một cục kìa. Tấn bắt ra nè cả nhà. Hai con này tấn đón cũng cả nửa kilo. Lâu lâu đặt 12 cái ngục là dính dính được con ếch già nè cả nhà. Ôi, nhìn nó bự nè cả nhà ơi. Ếch thế đã không? Con ếch cái. Hai con luôn. Cái tay tấn cầm nè. Quá thế, hai con ếch này. Khủng lồn. Nhìn nè cả nhà. Hai con ếch già. Sáng rồi cả nhà ơi. Tấn cũng xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và luôn luôn thành công trong mọi công việc. Tấn cũng xin chúc mấy anh em đồng nghiệp trong nghề săn bắt luôn luôn trúng gắn luôn cả nhà ơi. Tấn cũng chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và gặp nhiều may mắn và bình an cho trong mọi công việc luôn cả nhà ơi. Bữa nay thì Tấn không có đi câu gắn mối nữa cả nhà. Tại cái này Tấn đi làm quá. Rồi hôm qua Tấn đi làm hồ về trễ á. Tấn có xách mấy cái 12 cứ ngục á. Chắc chiều tối Tấn lên đây Tấn đặt nè. Tấn cũng vừa mới lên tới nè cả nhà. Đồ nghề Tấn nè. Cái gọng, cái bao với cái thùng. Giờ này cũng 6 giờ sáng rồi nè. Bà con mình chuẩn bị bước ra đồng cái lúa đằng đó nhóc chân cả nhà. Tấn mời cả nhà theo chân Tấn Nguyễn miền Tây đi thăm 12 cứ ngục cả nhà ơi. Lâu lắm rồi Tấn không có đặt 12 cái ngục nè. Tấn vừa lại tới cái đầu tiên nhầm Tấn thấy nó dòm nó dính nè cả nhà. Toàn là cá lau kiến không mà chứ không phải cái gì. Hôm qua cái con kinh này nước nhiều lắm. Rồi Tấn đi làm về á, rồi Tấn xách có 5 cái cả nhà. Rồi Tấn lên đây Tấn đặt. Giờ này nước ròng á, sát xuống nè. Toàn là dính lau kiến không à. Cái đầu này thì Tấn thấy dính được một con ếch với con gắn chung rồi nè. Để Tấn xuống Tấn quay cho cả nhà xem đi rồi chúc Tấn đảo rồi Tấn cuốn cả nhà. Dính được con ếch nè, con ếch ở trên đây nè cả nhà. Con gắn chung nè, con cái đầu tiên được gắn chung. Rồi Goofy nó dính kìa cả nhà ơi. Cái nhỏ nhỏ không, không có cá bự nữa. Châu giò này gì là mấy con vạc mà đêm nó xuống ăn. Ôi ơi, lâu kiến à. Rồi luôn. Ý mà cái đầu tiên mà dính lâu kiến như gì nè. Còn mấy cái dài dài ở trong sau kinh sau đó nha. Chắc lấy bao đựng luôn quá. Kiến cũng không có được to nữa. Ôi ơi. Vô nguyên bầy tàu ngầm mà cả nhà ơi. Con nó không có được to. Tàu ngầm cái nha. Nguyên bầy luôn. Cậu lấy bao đựng thiệt rồi. Con cái đầu tiên nó dính gì nè. Cái đặt gì dài lúc ở trên đầu trong đó. Coi thử có cá ếch gì không. Đừng kiếm ăn đó cả nhà. Con cá. Ôi, vô giò chỗ này. Mấy con vạc nó đi nè cả nhà. Nó thấy dính cá với ếch nhảy nhảy nè. Vạt nó đi chỗ này nó bấy dấu vô luôn nè. Ở đây được hai con ếch nè cả nhà. Lục kiến không. Ồ đang còn cái ếch nè. Cái Tăng lên Tăng lấy cái gọng Tăng bắt ếch cả nhà. Để một chút rồi Tăng gần gà Tăng mới cuốn cái này xong. Bây giờ nó đi nè cả nhà. Mấy con vạt nè. Trời lên rồi nè cả nhà. Tăng xuống tăng lấy về cái gọng hay là tăng bắt cái chung ra. Quá thế là kiến luôn rồi, tàu ngầm không.
Một hồi con nào nhỏ thì thắng thả cái nhà, con nào bự thì thắng lừa một mớ lên. Hình như thắng thấy là được hai con ngắn chung, đầu này một con. Cái nãy thắng chạy dài cái đầu đó ngoài á, thắng coi thử á, là dính được một con rồi. Bắt đầu thắng thăm ở đây dài vô nè cả nhà. Cấp nãy thắng thăm ở ngoài đó cái đó cả nhà. Còn cái kia nữa mà thắng không có xuống, thắng chạy lại đây luôn nè. Cái này nữa là thứ ba nè cả nhà. Giờ thắng thấy nó dính nè. Nhau hết trơn. Lâu kiến không à. Thắng xuống coi có con gì không. Nãy giờ được mấy con ếch với con ngắn chung trong đây nè cả nhà. Từng đầu sáng thì chạy gột gột, từng đầu vô kèo. Toàn là tầng ngầm không à cả nhà ơi. Tầng ngầm mini thôi. Kinh này sao có lâu kiến dữ vậy chứ. Ôi ôi đó chạy con ếch khủng kìa cả nhà ơi. Siêu quá giặc. Gung kinh luôn kìa. Đó đó đó. Ồ con ếch à. Ếch già. Ây da. Đó đó đó. Ôi ôi con ếch nè. Ếch này không dưới ba lạng cả nhà. Nhìn nè. Bơi lớn gì nè cả nhà ơi, nhìn nè, một cục kìa. Ồ con ếch. Ồ nó nhảy chỗ này dầm xịn nè cả nhà. Quá thế xịn luôn rồi. Còn cái đầu đó thì cái cục phi. Ở đây có cây chằm trái chín nhóc nè cả nhà. Nè cả nhà dầm con ếch nè. Ở trong thì Tấn quay nhỏ lắm cả nhà. Ở ngoài thì Tấn thấy nó rất là to luôn. Con ếch này nè. Để Tấn bắt. Tấn lại đây Tấn dở lên đi. Cô có dính con gì không. Để Tấn đào với Tấn bắt. Một tay Tấn cầm cái điện thoại Tấn quay với cái nhà. Rất là khó luôn. Tại đi dưới đây nhầm khi gớt xuống nước một cái là cái như là xong luôn. Kinh này nó rất là lúng luôn. Ôi ôi tàu ngầm không. Hồi tăng lượng. Ôi ôi cái này cũng có 3 kg tàu ngầm nè cả nhà. Tăng lượng con to to luộc xả cả nhà ơi. Quá thế luôn rồi. Để Tấn lại Tấn bắt con ếch nó ra. Tấn bắt ra nè cả nhà. Hai con này Tấn đón cũng cả nửa ký lô. Lâu lâu đặt 12 cái ngục là dính dính được con ếch già nè cả nhà. Ôi ôi nhìn nó bự nè cả nhà ơi. Có thế đã không? Con ếch cái hai con luôn. Cái tay Tấn cầm nè. Quá thế hai con ếch này. Khủng lồn. Nhìn nè cả nhà. Hai con ếch già. Cái Tấn bỏ vô gọng rồi Tấn lên đó Tấn thăm cả nhà. Mặt trời lên đây nè. Chút Tấn đảo là Tấn cuốn rồi Tấn đổ vô bào nữa. Tấn cũng vừa tới đây một cái nữa nè cả nhà. Tấn thấy dính được con cắn chung nữa nè. Ở đằng đó thì Tấn thấy có dính được mấy con ếch mà nó không có to bằng con ếch hồi nãy cả nhà. Ở đây cũng được mấy con ếch nữa nè. Ôi ôi. Đầu này có phi con được mấy con ếch nè. Nói chung là cả nhà. Ở đó có tàu ngầm nữa kìa. Đăng lại đăng câu vậy. Lúng quá cả nhà. Đăng quay hơi rung lắc mong cả nhà thông cảm. Đó mấy lộc kiến này lột xả với nướng xả ngon lắm đó nha.
con bự bự nhỏ nhỏ này thì ăn không có thịt. Ôi ôi. Ủa đang con gắn chung nữa nè cả nhà ơi. Nãy giờ được ba con rồi. Nè. Chung về xào xá ớt với con lươn nữa nè. Ồ đó con ếch nữa kìa, cái cua nữa nè cả nhà. Nè nè con gắn chung nè. Được ba con gắn chung rồi. Nãy giờ bốn cái rồi, còn cái ngoài kia nữa. Chút tấn đảo qua tấn cuốn nữa là xong rồi, năm cái nữa nha. Cua nữa nè. 12 cái ngục này có thì mình đi đặt kiếm ăn cũng im lắm, kiếm cá nè, nó dễ dính lắm. Tăng lên tăng à. Tăng bắt gà cả nhà. Dạ. Cái máy dầu bà con mình bơm nước nè. Tăng đặt ngay chân cái sòng bơm không à. Nắng lên luôn rồi nè. Hồi nãy tăng đi là còn sớm á cả nhà. Giờ này mặt trời lên cao luôn rồi nè. Mà tăng thăm nãy giờ tăng cuốn chưa có rồi nữa nè. Ở đây cái này nữa là cái cuối cùng, năm cái luôn cả nhà ơi. Dính bao nhiêu lâu kiến à. Tàn tàu ngầm không. Có con cá chép nữa nè cả nhà. Với được mấy con hết nữa. Còn cái đầu tiên ngoài đó đó mới giữ cả nhà ơi. Mà hồi cuối cùng tấn chạy ra tấn mới đổ rồi tấn đi về luôn. Nãy giờ tấn thầm được bao nhiêu nè cả nhà. Được mà ếch đồng với gắn chung với được con cá lóc nè. Để về nhà xong rồi tấn sẽ quay thành quả cho cả nhà xem. Này lộc kiến không à. Được con cá chép nè. Nó ngẫm rồi. Lộc kiến con nào con nấy nhỏ nhỏ gì không mà tăng thả nữa tăng về tăng lựa lại vài con bự à. Khi đổ xuống đây nữa tăng đặt lại là nó dính lại nữa. Con kinh này nó cạn à. Nước cái này chỗ nào nó cũng cạn hết trơn cả nhà ơi. Bà con mình người ta tứ cây tứ này nọ là nhiều chỗ không có nước luôn á. Hồi lần con kinh này nước nhiều lắm, bây giờ còn có bao nhiêu nước nè. Bề ngang chừng cả chưa tới 5 tấc nước nè. Thành quả bữa nay tấn đặt 5 cái 12 cái ngục được nhiêu nè cả nhà ơi. Để tấn quay xong rồi tấn về luôn. Mệt quá. Nhiều đây cũng cả 30 kg cá lâu kiến cả nhà. Cái này hồi tấn đem ra xong tấn đổ. Chứ đổ ở đây vàng nữa tấn lên tấn đặt là dính nguyên bầy luôn á. To có, nhỏ có. Lâu kiến cả nhà. Còn cá rô đồng ở trong đây nữa cả nhà ơi. Có cá lóc nữa, cá lóc nhỏ nhỏ trong đây nữa nè. Còn ở đây thì ếch với gắn chung cá lóc nữa. Nhiều đây cũng cỡ trên 2 kg các nhà. Ớt 12 cái ngục tấn cuốn nè. Giờ này tấn chở mấy cá về trước rồi tấn lên tấn chở ngoài cửa ngục sau. Tại cái chỗ này thì gần nhà tấn á nha, nhà tấn đằng kia. Giờ này nước lớn vô rồi nè. Để tấn chở xong rồi tấn đó còn cái đó. Còn cái tấn để đâu đó tấn lại tấn chở. Phải nhiều đây cá lóc là vô luôn cả nhà ơi, mà giàu luôn rồi. Phải một bao cá lóc nữa là giàu luôn rồi. Tàn là tàu ngầm không, bó tay thì chứ. Nhìn nè, đen đầu hết. Về tấn lựa ít con to to rồi như tấn đổ xong. Quá thế luôn rồi. Gắn chung với ếch nè. Tấn cũng xin kết thúc video tại đây. Tấn cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh Tấn Nguyễn Miền Tây. Tấn chân thành cảm ơn nhiều ạ.